Lưu Hương Giang, chúng tôi đã ly hôn khi cả hai mất phương hướng. Lưu Hương Giang chia sẻ vì mâu thuẫn mất phương hướng dẫn đến ly hôn, nhưng cuối cùng họ nhận ra một điều không thể sống thiếu nhau. Sau một ngày sóng gió, Lưu Hương Giang đã tiết lộ nguyên nhân ly hôn với ông xã Hồ Hoài Anh. Cả hai có những mâu thuẫn mất phương hướng, nhưng cuối cùng họ nhận ra một điều không thể sống thiếu nhau sau 14 năm gắn bó. Lưu Hương Giang lên tiếng lý do chuyện ly hôn với Hồ Hoài Anh. Mới đây trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang đã có những chia sẻ mới nhất về chuyện ly hôn. Theo đó, nữ ca sĩ muốn lên tiếng tiết lộ lý do đổ vỡ cuộc hôn nhân đã xảy ra khá lâu. Nhưng cô cho biết mình không muốn mọi người đẩy sự việc đi xa. Cô viết, chào mọi người, Giang và anh Hoài Anh định không nói gì thêm, nhưng nếu mình im lặng thì sẽ đẩy sự việc đi xa hơn và khán giả sẽ thắc mắc nhiều hơn. Do vậy, xin được chia sẻ một lần duy nhất để khép lại sự việc này, cũng là để bày tỏ sự tôn trọng đến những người yêu mến mình. Câu chuyện ngày hôm nay đến với mọi người cũng là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi. Đó là lúc cả hai mất phương hướng và cũng có quyết định ly hôn. Nhưng sau khi đủ bình tĩnh, chúng tôi thấy mình vẫn không thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình. Giang nghĩ chuyện này hết sức bình thường với các cặp vợ chồng. Và cuộc sống hôn nhân cũng phải có những lúc lên lúc xuống mới biết được giá trị của nhau. Biết trân trọng gia đình nhiều hơn, phải nói là vì nhau chứ không phải vì con hay vì họ hàng hai bên. Và chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi. Tôi cũng không muốn gánh trên mình một cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, êm đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm. Các bạn nhớ, danh tiếng hay tiền bạc chúng tôi có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng chẳng ai lại mang gia đình ra để đánh đổi. Gần đây nhất, chúng tôi có chia sẻ về cuộc sống riêng tư cho mọi người với tâm thế của một vợ chồng vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của hôn nhân. Với một cặp vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng, để hôm nay vẫn bước chung đường cùng nhìn về một hướng, chúng tôi mong rằng các bạn hãy mừng cho chúng tôi. Chuyện riêng của vợ chồng tôi đã diễn ra khá lâu nay, được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng ảnh hưởng tới gia đình, thật đáng tiếc. Báo chí lâu nay là cầu nối nghệ sĩ với khán giả, chúng tôi rất trân trọng, mong các anh chị hãy tôn trọng những câu chuyện riêng tư và nên trao đổi trực tiếp, nhận được sự đồng ý của vợ chồng tôi mới đăng tải bài tránh gây hiểu nhầm và đẩy sự việc đi xa hơn. Cuộc đời còn dài, hôn nhân cũng chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng chẳng tội gì mà không tin vào tình yêu, tin vào hôn nhân cả, phải không mọi người? Cô lấy làm tiếc khi câu chuyện hôn nhân bị soi mói ngay thời điểm này, đồng thời Lưu Hương Giang khẳng định cả hai vẫn đang nắm tay nhau. Ngay sau khi chia sẻ của nữ ca sĩ đã thu hút nhiều bình luận của bạn bè và người hâm mộ, họ gửi nhiều lời động viên và tin tưởng cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau. Hôm 7 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã ly hôn. Theo đó, cả hai làm đơn từ tháng 6. Sự việc này đã khiến nhiều người hâm mộ và bạn bè không khỏi bất ngờ tiếc nuối. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nam nhạc sĩ chính thức lên tiếng và cả hai đã vượt qua sóng gió, hiện tại sống chung nhà. Cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc, những hạnh phúc và sóng gió. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng chúng tôi đều đã vượt qua. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi và Giang chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả và những người yêu mến mình. Điều quan trọng nhất là giờ này chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc trong niềm tin tưởng và yêu thương của tất cả những người thân yêu, nam nhạc sĩ bày tỏ. Họ cũng được nhiều người ngưỡng mộ là cặp đôi vàng của làng nhạc Việt khi hơn một thập kỷ sống cùng nhau. Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh.